Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một vài mẫu sản phẩm bên nhà mình đang bán nhé, cung cấp thị trường hiện nay. Thì bên nhà mình đang bán và thì có ví đổi bài này, ví đổi bài đây này, đây là mấy ví đổi bài này. Thì sau mình sẽ test chi tiết từng sản phẩm các bạn nhé. Và có đây là bài nhựa áp tròng cho anh em này. Đây là cái bài nhựa Jordan này, có màu xanh màu đỏ này. Bài chắn dấu này, chắn dấu này, chắn dấu cái xanh cái đỏ này, đây là bài nhựa này. Ok chưa? Và bên cạnh những bộ bài nhựa thì nó có những bộ bài 2019, bài 2019, bài áp tròng, bài máy, đánh bài đủ hết nhá. Anh em alo, bài dòng đỏ này, dòng vàng này. Các bạn yên tâm như thế, nó là hàng hóa ok 100% nhá. Các bạn cứ kiểm tra hàng, nếu mà mua hàng bên nhà mình thì các bạn cứ kiểm tra hàng, thanh toán tiền cho bưu điện qua hai số điện thoại 0986 21 449 và 0989 33 449. Đây là những mẫu kính áp tròng này, áp tròng tốt nhất trên thị trường hiện nay này. Đây là những mẫu kính áp tròng Mỹ này. Và áo đổi bài, đây là áo đổi bài, áo sơ mi này, các mẫu và các size này. Đây là áo gió này. Và bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn từng chi tiết từng sản phẩm và cách chơi sao sao cho hiệu quả nhất nhé. Rồi, ví dụ đây là một chiếc ví đổi bài. Anh em mua hàng nhà mình thì được kiểm tra hàng nhé, ok thoải mái nhé, hàng đảm bảo chất lượng 100%, anh em yên tâm như thế. Ok, đây mình sẽ kiểm tra, mình sẽ test cho anh em này, và hướng dẫn anh em cách chơi này. Đấy, đây là một cái ví đổi bài này. Trong cuộc chơi thì mình sẽ, trước khi chơi mình sẽ giấu một con bài vào đây. Đấy, ok chưa, êm chưa. Đây, khi các bạn không muốn chơi ra thì các bạn dí nó ra, nó sẽ ra như thế này. Ok, đây là một chiếc ví rất bình thường. Đấy, lưu ý anh em kiểm tra thoải mái nhé. Lưu ý cho mình là khi anh em sạc này, anh em sạc thì anh em sẽ cầm đầu đòi cho mình, cả nhiều khi anh em nào vô ý là sẽ đứt mất cái này, anh em cầm vào đây. Ví thì mình sẽ bảo hành anh em 6 tháng nhá. Đây, đây là rất nhiều loại, rất nhiều ví nhá. Ví thì nó có mẫu hai màu, màu đen và màu lâu. Đấy, đổi bài thì nó có rất nhiều sản phẩm. Đây ví dụ như chiếc áo sơ mi này, áo thì bên nhà mình thì có rất nhiều size và nhiều mẫu khác nhau. Các bạn thì cho mình chiều cao cân nặng và mình sẽ gửi hàng cho các bạn. Đây, đây là một chiếc áo sơ mi này, size M này. Đấy, áo phông size M này. Đấy, và đây là cũng là size M luôn. Đây, có rất nhiều mẫu nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi và cụ thể hướng dẫn các bạn cách chơi nhé. Nhiều bạn thì chưa đã biết rồi, còn nhiều bạn là chưa biết. Rồi ok, các bạn phải kéo lên như thế này. Ok chưa? Thì nó có sẽ có pin như này, các bạn lắp quả pin vào cho mình. Anh em mua hàng nhà mình thì ok, kiểm tra hàng thoải mái nhá, hàng hóa không phải lăn tăn gì cả. Nhà mình có hai cơ sở chính, một là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, hai là bến xe miền Đông Sài Gòn Hà Nội, Sài Gòn. Anh em cứ qua trực tiếp, nếu anh em ở xa thì mình gửi hàng, anh em kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền với bưu điện. Đây ok chưa? Anh em quan tâm về những sản phẩm đồ chơi cờ bạc như là máy đánh bài, bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa, bên nhà mình đều cung cấp nhé. Alo hai số điện thoại 0986 21 449 và 0989 33 449 để được những sản phẩm uy tín, chất lượng nhé. Đây các bạn nhìn bình thường, các bạn mặc lên nó sẽ không nhìn thấy đúng không? Ok chưa? Đẹp chưa? Đây, đó là cái này. Đây các bạn đổi cho mình này. Đấy. Ok chưa? Khi các bạn đánh thì bạn che tay bạn. Đấy, thế này thì nó làm sẽ được. Ok chưa? Đây là áo phông. Mình thử sẽ thử một vài. À đây. Khi các bạn mà không muốn chơi nữa thì các bạn có thể cho ra như thế này. Đấy. Mình sẽ lấy hai lá ra. Ở đây là một vài mẫu iPhone đổi bài luôn này. Đây, iPhone đổi bài này. Đây, hàng đảm bảo chất lượng nhé, các bạn yên tâm như thế. Một chiếc iPhone đổi bài như bình thường luôn nhé. Đây, đây các bạn có nhìn phát hiện gì không? Không nhé. Đây mình đổ luôn các bạn này. Đây, khi các bạn chơi các bạn để xuống này, để tiền vào đây đổ luôn này. Đấy. Ok chưa? Êm chưa? Thoải mái này.
Anh em quan tâm về sản phẩm thì alo hay số điện thoại 0986 21 và 0989 33 49. Ok, để có những sản phẩm uy tín chất lượng nhé. Hoặc không anh em ở gần thì cứ đến thẳng cửa hàng nhà mình. Đây là các áo sơ mi này, thì nó cũng áo sơ mi thì nó cũng tương tự như áo không, các bạn cũng lắp pin vào, lắp pin vào cho mình. Nó có nhiều size và nhiều mẫu thì anh em cần thì cứ kết bạn Zalo hay số điện thoại 0986 21 49 và 0989 33 49, thì mình sẽ gửi mẫu ra các bạn, các bạn sẽ chọn và gửi cho mình chiều cao cân nặng của các bạn. Ok, đây là một chiếc áo sơ mi nhá. Áo thì nó có rất nhiều mẫu, bên nhà mình còn cung cấp các vòng máy đánh bài từ giá rẻ đến trung bình. Anh em nào có nhu cầu thì cứ alo. Ok, đây áo này thì nó làm kín hơn khi bạn phải kéo cái khóa này ra. Đấy, và lắp pin vào. Đây mình sẽ lắp pin. Ok chưa? Các bạn lắp pin nhá. Ok. Các bạn kéo như thế này thì nó là như một cái chiếc áo bình thường này. Đây các bạn kiểm tra thoải mái nhá. Ok chưa? Đẹp chưa? Các bạn mặc cả người ta kiểm tra thoải mái không phát hiện được này. Ok, mình đổi luôn này. Đây này, ví dụ bình thường các bạn không phát hiện nhá, đây nhá. Đây mình đổi luôn này. Ok chưa? Êm chưa? Không có một tiếng động gì bạn nhé. Ok chưa? Đấy. Khi nào các bạn cần không muốn chơi nữa, lấy đủ bài ra thì các bạn kéo như thế này là chơi. Hoặc nó sẽ có một cái nút ở đây, các bạn bấm ra. Đấy. Ok chưa? Mình thử cho bạn một vài mẫu áo khoác đi. Khoác đổi bài. Ok. Đây áo khoác bên mình thì bao đẹp nhá, các bạn nhìn một cái áo này bao đẹp này. Ok chưa? Hàng chất lượng này. Đây. Các bạn không phát hiện ra này. Đây, kiểm tra không phát hiện ra này. Ok chưa? Khi các bạn lấy ra thì các bạn sạc ở đây, đây nó một cái nút sạc này, đây mình hướng dẫn luôn các bạn này. Đây, ở đây nó có cái lỗ sạc này, các bạn chỉ cần kéo này ra là sạc này. Ok chưa? Hàng nhà mình là đảm bảo các bạn nhé, bảo hành các bạn 6 tháng. Anh em kiểm tra cả kính áp tròng hay là bất kỳ máy đánh bài anh em đều được bảo hành hết. Nhà mình cung cấp đủ các mặt hàng về đồ chơi cờ bạc bịp như sóc đĩa, bầu cua, tài xỉu này, máy đánh bài này. Anh em nào có nhu cầu học bài hay không cũng có luôn nhá. Đây, các bạn nhìn này. Ok chưa? Êm chưa? Không một tiếng động gì. Áo khoác này cũng có nhiều mẫu nhá. Như mình làm video thì mình chỉ giới thiệu qua một vài mẫu cho anh em thôi. Ok chưa? Anh em à, ok. Vừa rồi là mình giới thiệu qua một vài phụ kiện đổi bài. Đây nó như iPhone thì nó cũng rất, nhà mình rất nhiều hàng hóa, anh em yên tâm thế về sản phẩm đi. Đồ đạc phẩm chỉnh này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn giới thiệu qua cho anh em một vài giới thiệu qua cho anh em một vài mẫu kính và cách sử dụng kính. Nhiều anh em chơi kính trước nhưng mà cũng chưa hiểu cách sử dụng kính như thế nào thì mình giới thiệu hướng dẫn luôn cho anh em này. Nó rất đơn giản thôi. Đây là hai loại kính đang phổ thông nhất này. Đây là kính nhà mình này, là đều là hàng tốt, chất lượng tốt này. Chất lượng này, anh em kiểm tra hàng nhá, nhận hàng thanh toán. Kính nhà mình là đi đôi với bài. Kính là phải đi với bài. Anh em đảm bảo yên tâm, bài nhà mình là bài loại một tất. Hàng hóa bảo đảm như thế, anh em cứ kiểm tra hàng rõ nét, đảm bảo anh em nhận hàng. Đây. Kính này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng nhé. Đây, ví dụ như bộ nào cũng vậy. Các bộ kính thì nó có là người ta đã làm cho mình sẵn cái này để anh em mình, để anh em mang đi chơi. Còn đây là cái lọ nước bảo quản. Đây, anh em sẽ lấy ra. Ok.
anh em để đổ nước suối vào đây nhé. Khi anh em ở nhà hay là mang đi chơi thì anh em cứ để nước suối vào, anh em chơi xong anh em lại về em lại cất vào nước, lọ nước bảo quản là ok. Đấy, anh em đổ nước suối vào. Anh em lấy kính nha. Anh em lấy một cái tăm bông này. Ok chưa? Anh em không phải lấy gắp ghiếc gì cả, em cứ lấy cái tăm bông cho tôi. Em lấy ra. Đấy. Và anh em thả vào đây. Anh em ngâm khoảng 1 phút. Đấy. Ok chưa? Ngâm 1 phút là cho cái nước ngâm kính nó sẽ không còn bám vào kính nữa, thì mình đeo vào nó sẽ nó êm mắt. Còn nếu anh em đeo trực tiếp cái nước kia vào thì nhiều anh em không biết, về đeo trực tiếp luôn, nhiều chỗ người ta không hướng dẫn anh em là anh em đeo trực tiếp thì nó sẽ bị sót mắt, vì đây là nước, trong này nước có nước muối để cho nó mềm kính. Đây, chiếc kính nó như thế này, kính nó là lớp lụa, anh em đeo kiểu chiều nào cũng được. Nếu anh em chưa quen thì anh em chỉ cần vạch mắt ra như này và nhờ tự soi vào gương, còn không thì anh em nhờ một người khác bên cạnh mình người vạch mắt mình ra thế nào mình đeo vào là ok. Và bây giờ mình sẽ test qua một vài mẫu bài. Trên thị trường thì bây giờ nó có rất nhiều loại, rất nhiều bài và kính, nhưng mà nếu anh em mua hàng thì anh em phải quan trọng là phải được thử hàng, kiểm tra hàng, anh em hiểu không? Kiểm tra hàng chất lượng anh em thanh toán tiền. Vì bài thì nó phải là bài loại 1 thì anh em chơi nó mới bền mới rõ được. Nó sẽ mượn ra này. Ok anh em nhé. Đây, bài nhà mình là nguyên đai nguyên kiện như thế này, đủ các loại bài cho anh em. Đây là có bài caro đỏ các kiểu có hết nha. Đây, tí nữa mình thử sẽ mình test từng loại cho các bạn này. Bài hoa thiên lý này, cúc áo này, bài đô la vàng này, còn kia là bài đồng đỏ, bài 2019. Thì bây giờ mình sẽ test qua cái bài xanh 2K đi. Đây, một thùng bài nó sẽ như thế này, bên hàng nhà mình là nó như này, anh em kiểm tra là nguyên đai nguyên kiện này, bài đẹp này. Đây mình lấy bộ bài ra nhé, đây mình thử luôn này, bóc bộ bài ra, các bạn anh em nhìn bộ bài này phải đẹp như này nhá, chứ còn nhiều chỗ người ta bài nó không được chất lượng thì nó đánh nó sẽ nhìn nó sẽ mờ. Đây, khi anh em bóc bộ bài ra này, tem như thế này, nắp vuông này. Đây, đây là bây giờ tất cả các bài loại 1, bài trên thị trường hiện nay nó đều có cái tem chống hàng giả như thế này, anh em cứ giở ra là đúng là được. Đây, phăng thì nó là 3 phăng. Đây, phăng mới, bao phăng, anh em kiểm tra nhé, chất lượng bài nhé. Bài thì là bao đẹp này, ok chưa, bóng đẹp chưa. Anh em cứ kiểm tra thoải mái này, bóng đẹp này, bóp bẻ thoải mái này, ok chưa. Anh em quan tâm về sản phẩm thì cứ alo hai số điện thoại 0986214 số 9 và 0989334 số 9. Đây, bài bao đẹp nhé, chất lượng luôn này. Anh em kiểm tra hàng thanh toán tiền cho bưu điện này. Đây, anh em kiểm tra luôn này, kiểm tra luôn này. Đây, đây là cái kính thử mình sẽ cho vào đây, anh em nhìn. Đây, anh em nhìn thấy không? Át này, 6 này, 5 này, 4 này, 3, đấy, 2. Rõ chưa? Đây là chất này, ca cơ này. Đây nó có cả chất nhá, bích thì nó không có gì, cơ thì nó sẽ nằm ở đây này. Đấy, anh em nhìn rõ chưa? 100, đây là dấu thập là cây 10. Anh em chơi bài nhiều kính nhất rồi, giật bóc chìa khóa là số 9 để phân biệt giữa số 6 và số 8. Bài anh em đảm bảo bạn mình đảm bảo bên mình là hàng là bài loại đẹp, chất lượng loại 1 nhá. Anh em cứ alo hai số điện thoại 0986214 số 9 và 0989334 số 9. Đây, mình chia luôn như này cho anh em nhìn này. Ok, mình test cho anh em một vài bộ. Đây con, đây là một vài mẫu bài đồng đỏ với mình luôn này. Bài thì bao rõ nhá. Đây, đây là bài 2019. Tất cả bài bên nhà mình đều là bài loại 1, anh em cứ yên tâm như thế, không phải lo về sản phẩm. Hàng anh em cứ kiểm tra hàng đúng chất lượng anh em lấy. Này,
Rồi mình kiểm tra. Đây, kiểm tra bài này. Ok chưa? Bài bao đẹp luôn, anh em cứ chơi thoải mái, không phải lăn tăn gì cả. Nhiều chỗ anh em cứ bảo là mua không nhìn thấy bài, không nhìn thấy. Nào, nó vào anh thử cho anh. Ok chưa? Rõ chưa? Hai nhá. Rồi, mình thử luôn này. Á này. Đó. Quy này. 65 này. 4. Đây anh em chia xa luôn là nhìn thấy này. Đó, nhìn thấy chưa? Đấy, mình chia. Đây là những cái phăng này. Đấy. Còn đây. K này. Quy này. Đó. Ok giờ 9 này. 78. Ok chưa? Nhà mình cung cấp rất nhiều sản phẩm về đồ chơi cờ bạc, máy đánh bài, bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa. Anh em quan tâm cứ alo hai số điện thoại 0986 21 449 và 0989 33 449. Ở đây mình sẽ test qua một vài bộ bài đỏ đi, bài caro đỏ đi. Những bài đây là những bài phổ thông nhá, anh em hay chơi. Còn mấy anh em hay chơi bài đô la vàng. Ok này, đây mình kiểm tra luôn này. Bài này móc ra này đẹp này. Ok chưa, chất lượng chưa? Ok, đây. Bài chất lượng đẹp nhé, bóng đẹp. Anh em bóp bẻ thoải mái. Đây. Ok, đây. Mình sẽ chia thử cho anh em nào, cho kính vào. Ok, K này, K tiếp này. Rõ chưa? Rõ y 120 này. 3 này, đây là chất nhá, đây, chất cơ này. Đấy. 4 này, 4 cơ này, 5 cơ này. Chơi trên này quá rõ luôn. Đấy. Anh em quan tâm về sản phẩm thì alo qua số điện thoại 0986 21 449 và 0989 33 449 để được những sản phẩm uy tín và chất lượng. Mình đảm bảo hàng cho mình là anh em cứ kiểm tra hàng, thanh toán, không phải lăn tăn gì cả nhé. Và nếu anh em ở gần thì lên lên bến xe miền Đông hoặc bến xe Mỹ Đình thì anh em mua hàng, kiểm tra hàng cho mình. Còn anh em cần là những sản phẩm nó cao cấp hơn thì anh em cứ alo hai số điện thoại 0986 21 449 và 0989 33 449 để đặt hàng nhé. Ok chưa? Đây là cái thập là số 10 này. Đấy. Nhé. Ok, ok. Rõ chưa? Các bạn nhìn thế này thì quá rõ luôn. Là mình lấy cho đến mới bộ bài 2019 nhé. Test qua anh em. Đây là mẫu bài 2019 này, anh em hay chơi này. Bây giờ anh em cũng nhiều, anh em cũng hay chơi mẫu bài này này. Bây giờ mình có hết nhá. Đảm bảo hàng là chất lượng. Anh em cứ kiểm tra hàng thoải mái. Bài tất cả bài loại 1, bên nhà bài loại 1 thì đều bài nhà mình đều nó có cái tem chống hàng giả như thế này. Ok chưa? Đây, bài nó đều là bao phăng. Đây, mình kiểm tra luôn nha anh em này. Đẹp chưa? Bóng chưa? Bóng chưa? Đây mình bẻ luôn này, bóng nhá. Bài bao đẹp luôn, bài giống 100% thị trường nhá. Nếu anh em kiểm tra mà cảm thấy không thoải mái thì ok luôn, không sao cả. Nào. Cho vào. Ok chưa? G này. Này, G rô này, G rô thì nó có này này, đấy. 10 này, đấy, 10 rô. 9 rô này. 8 rô, 7 này. 6 này, 5 này, 4 này. Đấy. Đây, hát. Bài bao đẹp nha anh em nhé. Đấy. Anh em quan tâm về sản phẩm thì cứ alo hai số điện thoại 098